Trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không chỉ thể hiện vai trò nêu gương mà còn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua sản xuất, phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và giữ vững trật tự an ninh chính trị tại địa phương. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 ngày hôm nay, mời quý vị cùng truyền hình Sóc Trăng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn vai trò nêu gương trong các hoạt động xã hội của người cao tuổi tỉnh nhà. Toàn tỉnh hiện có 903 chi hội người cao tuổi với hơn 160.000 hội viên và có trên 1.500 tổ hội đang hoạt động tại các ấp. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Công an tỉnh về phòng chống tội phạm ma túy giai đoạn 2020-2025. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức khoảng 100 buổi tuyên truyền, tập huấn cho trên 100.000 lượt người cao tuổi với nhiều hình thức phong phú, góp phần rất lớn trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư, xây dựng khóm ấp không có tệ nạn xã hội. Về công tác hội thì nói chung là rất là sự quan tâm của Đảng, ủy ban tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được hoạt động. Nhìn chung thì bên cạnh đó thì dưới một cái tập thể của cái hội đó thì các anh chi hội cũng như các anh cô chủ nhiệm thì cũng nhiệt tình với hội, chăm lo. Nói chung là mình ít thì mình làm theo ít, giống ít thì làm theo ít. Thì từng bước tôi sẽ xây dựng phát triển thêm. Tuy tuổi cao nhưng hội viên các cấp luôn hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ gia đình. Đặc biệt, để giúp đỡ các hội viên khó khăn, các cấp hội trong tỉnh còn thành lập và duy trì hoạt động được 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại các huyện thị. Mặc dù là mình có cái bệnh dịch đó, nhưng mà cũng đi từng nhà để mà động viên, rồi mình hỗ trợ cái nào được thì mình hỗ trợ để cho người ta kịp thời dây vốn để mà nuôi bò, trồng cỏ hoặc là người ta sửa chuồng. Tôi cũng gắng phấn đấu để mà khỏe mạnh, tôi cũng gắng lo để mà giúp cho hội viên phát triển thêm, nhiều hộ cũng phát triển nhiều dữ lắm. Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực tham gia vận động xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội người cao tuổi tỉnh đã đóng góp gần 10 tỷ đồng trong các phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển mạnh mẽ và thường xuyên. Toàn tỉnh hiện có là 445 câu lạc bộ, tổng số người cao tuổi tham gia sinh hoạt thường xuyên trên 14.240 người. Qua đó đã thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao từng bước đi lên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho hội viên người cao tuổi. Là trong công tác hội đó thì chúng tôi rất quan tâm đến cái quy định số 1336 ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cái đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Do đó là trong năm vừa qua thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo mà thành lập các câu lạc bộ và các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm cái mục đích là giúp cho các người cao tuổi, nhất là người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi là nữ, người cao tuổi là đồng bào dân tộc gặp rất nhiều khó khăn, để giúp cho các cụ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống với sự hỗ trợ của tập thể và của cộng đồng. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, những người cao tuổi trong tỉnh đã và đang tích cực phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.